Đây nhá, ăn đẹp dai nhá. Em đang test cự ly 100m cho anh này. Tay bo nhá. Một viên độc lỗ này. Viên thứ hai này. Hai viên vào lỗ này. Viên thứ ba này. Ba viên vào lỗ này. Viên thứ tư này. Viên thứ tư này. Bắn tay bo nhá. Viên thứ năm này. Anh em nhìn thấy chưa? Viên thứ sáu này. Anh em nhìn thấy chưa? Không xịt được anh nhá. Một cây M3. Đây anh đưa máy đo không? Đây một cây M3 khi em đã giáp test rồi. Đây em đo thực tế này. Đây thực tế này. M3 này. Cần heavy này, em lắp nguyên của nó là bọc thép nhá, nó rất chỉ là cứng đấy. Và thứ hai nữa là combo WM3 đời mới này, em tất cả con này em mở hết full power block rồi đấy, thiết kế mở hết. Và kính thức con này con vết toa con tay xin lô thì anh cũng biết rằng đổ nét đổ chất nó như nào, không có điều chê được này. Giảm full carbon, bình thì bình nhập này, tất cả một cây này em đang lắp ráp bán ra với ngoài thị trường 58 triệu một cây, 58 triệu một cây. Đây em test máy đo thực tế đây. Đây máy đo thực tế cho anh em nhá. Đây để bấm đo nè, bấm lấy nét mới được, không thì không nhìn thấy được anh em ạ. Lấy máy đo thì khổ. Đây thấy chưa, 102 mét, 102 mét à. Đây bấm 102 mét rồi nhá. Ok chưa? 102 mét, ok chưa? Nốt vừa xong rồi đấy. Nốt vừa xong rồi. Ok chưa? 102 mét. Đấy. Thực tế anh em nhìn. Thực tế nhá. Hàng là nói có sắt mất có trứng. Đấy. Mà em đi test thực tế luôn cho các bác này. Giữa trưa nắng này. Ở bọn em ở ngoài thành phố thành ra là đi tìm điểm test rất chỉ khó. Đấy. Thành ra anh em thông cảm. Đấy. Em test cự ly cho anh em là từ lúc lắp đến bây giờ test mấy lần, test mấy lần để xem nó có xì xoạt gì ở trong cái bộ hơi này không. Không xì xoạt bất kỳ một cái gì. Sau khi test nốt lần cuối là lấy zero, lấy cự ly 100m zero thì em mới gửi cho anh em đây. Ok chưa, thực tế không? Đây dân ta ra làm chân thủ đi test không thì không test được đâu. Đấy thành ra là anh em mua hàng với nhà Bảo Long ấy, nói như là em sẽ làm như thế đấy, không bao giờ sai lệch với anh em được. Hàng test là test và không test là không test, mà trước khi gửi đi ra ngoài thị trường đều 100% giáp test thực tế như này anh em nhá. Đấy như này làm gì còn đếm 50 chê nữa anh em. Đây mà có phải test một cây đâu, test cùng lúc test hai cây. Đây ok chưa anh em. Đấy thì anh em xem video hay của ít nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Mua hàng cứ alo cho em qua số điện thoại để góc màn hình này này anh em nhá, hoặc website của em đấy anh em nhá.